Chúc mừng bạn. Vậy là bạn đã hoàn thành ngày số 1 rồi đấy. Một bài học dài và bạn đã thực sự bắt đầu. Hôm nay có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi về thể chất hoặc tinh thần khi thực hiện thói quen. Nhưng đó là một tín hiệu tốt, chứng tỏ bạn đã bước ra khỏi vùng êm ái của bản thân. Hãy tự thưởng cho mình một món quà nào đó và chờ sang ngày mai bạn nhé.